sinh một nhành non, và nhành non tươi xinh nặng trĩu trái thơm ân tình, là con chúa hạ sinh từ lòng người mẹ khiết trinh. Dù sau trước hạ sinh một bề mẹ vẫn đồng trinh. Chỗ giữa hang chiến lửa cùng cha sáng tạo nên vòng trời địa cầu biên khơi, giờ vui tiếng ngả mẹ đặt nằm quanh vài tờ. Chúa nay đã giáng trần.